Võ Sai Đắc Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh, võ sai khắp toàn quốc. Kính thưa quý vị, Võ Sai Đắc Huy đang có mặt ở xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Và nhân cái buổi ra mắt câu lạc bộ bonsai Hồng Giang thì câu lạc bộ cùng các nhà vườn có tổ chức cuộc trưng bày những cái tác phẩm bonsai. Có hàng trăm những cái tác phẩm bonsai đang được trưng bày ở đây. Võ Sai Đắc Huy sẽ chia sẻ cho quý vị một cái thước phim toàn cảnh để cho quý vị yêu cây cả nước cùng chiêm ngưỡng và cùng cảm nhận những cái cây bonsai của hội viên bonsai Hồng Giang và đơn vị lân cận quý vị nhé. Quý vị hãy chiêm ngưỡng những cái tác phẩm bonsai đẻ bàn, những cái cây khá đẹp quý vị ạ. Trước mắt quý vị là cái cây xanh quê của chú Trần Hiền, một cây xanh quê hoàn thiện, đẹp tự nhiên. Xanh quê lá rất đẹp quý vị ạ. Chào anh Việt nhá. Chào các anh em. Trước mắt quý vị là cây xanh Nam Điền, cây này của anh. Thấy anh Đoàn Phú Sơn. Đây là cái bước khởi đầu cho cái phong trào yêu cây cảnh ở Hồng Giang. Và hôm nay thì là cái buổi ra mắt của câu lạc bộ. Cái phong trào chơi cây cảnh, yêu cây cảnh ở đây thì có từ rất lâu rồi. Nhưng đây là cái câu độ mới, vừa mới thành lập. Võ Sai Đắc Huy về đây ghi hình, chúc cho câu lạc bộ sẽ phát triển và đem những cái luồng gió mới, những cái đưa những cái phong cách, những cái lối chơi, những cái nét mới cho bonsai Hồng Giang và người yêu cây cảnh ở khu vực Lục Ngạn. Sản phẩm này có cái nét rất là điệu quý vị. Một tác phẩm xanh quê nữa. Cái này cũng là cái cây xanh quê chất đẹp, hoàn thiện rất lâu rồi. Cây có nhiều những cái điểm dị, nhiều những cái điểm khó. Kỹ chắc chắn chọn thì phải đi theo cái đấy dưới rồi. Chào các anh em nhé, chào tất cả mọi người. Cái này của ai đấy hả bạn? Cây của anh em đâu à? Xanh quê nhũn ghê nhỉ. Đây là quê à? Xanh quê rất đẹp. Còn đây là Nam Điền quý vị ơi. Có những cái cây hoàn thiện mà có những cái cây thì đang gần hoàn thiện. Chúng ta sẽ đến với một cái tác phẩm xanh quê. Một cây xanh quê giả khủng khiếp quý vị ạ. Đây là cây xanh quê cốt chậu. Cây đã đạt đủ các tiêu chí về nghệ thuật, những cái độ giả. Thời gian làm lâu. Thứ hai là một cây xanh quê, xanh gai rất là đẹp, chất lá thì như Nam Điền luôn, mà còn đẹp hơn cái độ răng của cây này thì nói thật anh em là nói thật đây.
nó già mốc hết rồi. Đấy. Một sản phẩm thời gian làm rất là lâu rồi mà rất là chi tiết kỹ, chân bệ nó đẹp. Một cái cây xanh quê mà có cái màu da kìa. Yeah. Đó là một cây xanh gai, xanh gai mà nó cái từ cái phần chân bệ lên nó gai hết, ra đến đầu cành. Méo hết rồi. Đấy, để gai em xem là cái dòng xanh cổ ngày xưa, xanh gai này cũng là đây một xanh. Đây là cây của ai? Cây là của bạn anh. Đây, à. Bạn anh đây là một cây của bạn Lay đây. Thì nó một cái tác phẩm rất là thời gian rất là lâu rồi. Cây này cây của ai chả? Cây đẹp quá anh Linh ạ. Chả giới thiệu, chả giới thiệu, chả cho điện số điện thoại vào đây. Chắc là không muốn bán cây. Tất cả trưng bày này anh là không cho trôn thoại đúng không? Vì ơi khủng khiếp, một cây chanh quê. Đây là của Lay. Một cây mặt trước, mặt sau. Một cây rất là quý anh ạ. Quý vị có nhìn thấy cái dòng chanh quê quý không? Gai hết, ra đến tận đầu cành. Một cây xanh gai mà chất lá này. Lá đẹp răm rầy. Nhiều anh em để mà phát hiện nghĩ là làm điện không phải. Đây là một cây xanh gai xanh cổ ngày xưa. Có dòng xanh gai là một dòng xanh rất là quý. Thứ nhất là từ chân bệ, thứ hai là nó ra già đến đầu cành. Mà độ răm thì không phải nói gì, nó phê luôn. Đúng rồi. Đấy. Nét làm có những cái phiêu, tại vì phiêu ngày xưa không đốn lại, bây giờ đốn lại thì lại phải làm lại. Thế bây giờ vẫn cho tôi cứ để nguyên để cho một cái nét đặc biệt. Vâng. Xin phép anh em. Cái này thì mình cứ để thế này mình chơi thôi. Tôi chinh phục còn, nó thật sự là còn, thời gian cái bộ xương răm nó cũng kỹ rồi. Làm được cái bộ răm này đâu phải đơn giản đâu. Mà hiện nay tác phẩm bóng dáng đẹp tự nhiên, đẹp hài hòa. Thế này là đủ rồi. Quý vị ngắm tiếp những cái cây bonsai. Đây cũng là cái tác phẩm rất đẹp nữa này. Đây là cái xanh Nam Điền. Cây của Long Nguyễn. Nam Điền hay quê nhỉ anh nhỉ? Cái này là Nam Điền. À, Nam Điền đúng không? Anh em đây rồi, anh không lên à? Nhìn cái lá của bạn ấy cô nhỏ quá các vị ạ. Đã. Nhậu rồi. Chờ mãi anh không thấy lên. Rất nhiều những cái dòng xanh 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 quê rất giống Nam Điền. Vì sẽ chiêm ngưỡng những cây xanh rồi chúng ta sang ngắm một số những cây dưới. Có nhiều cây dưới đặc biệt. Cái đặc biệt ở đây là cái mảnh đất Lục Ngạn này sản sinh rất nhiều những cái cây dưới có những cái nét bám đá, nhè đá và ôm đá. Có rất nhiều những cây như đó. Những cây này thì cũng có những cái nét đó quý vị ạ. Đây là những cái nét bám đá vào này, những cái hòn đá nó gắn vào cái dính vào cái cây thì rất lâu rồi. Và đây là những cái nét giữa đá và cây, mộc thạch tương sinh rồi. Chúng ta sẽ ngắm những cái cây chuối đặc biệt ở đây đây. Quý vị sẽ đến với một cái cây chuối. Cây chuối này của ai anh ơi? Của anh điện máy. Của âm thanh và ánh sáng. Yeah. Qua đài bắt đĩa các kiểu. Một cái dưới rất đặc biệt. Điện máy Lam Trang. À điện máy Lam Trang đúng không? Điện máy Lam Trang là anh nào nhỉ? Đây là anh Kia Cà Lam giới thiệu với anh. Đây là anh Kia Cà Lam. Chào anh nhá. Anh chia sẻ một cái dưới này thì anh khai thác về thì cũng đã ngồi lên đá như này rồi anh. Mình khai thác về nó đã như này rồi. À. Nó là một viên đá nguyên bản. Một cái dưới đặc biệt quý vị ạ. Anh chơi được bao năm cái này rồi? Cái này tầm 5 năm. Về anh 5 năm rồi. 5 năm rồi. À. Cái dưới bonsai khá là đặc sắc. Quý vị nhìn thấy có đặc biệt không? Cái này thì khi một cái bóng tàn hoàn thiện hẳn thì còn ấn tượng hơn nữa.
những cây bonsai. Và đây nữa, đây cứ lại một cái cây dúi nữa. Dúi này cũng là cái dúi thì bám đá này, nhè đá này. Cũng của anh Nam à anh Nam? Cũng của mình. À. Dúi bám đá. Và đây là nhè đá này. Ui nhũn hết rồi quý vị ơi. Đây là Lục Xuân Hùng, của anh Lục Xuân Hùng. Nghiện ngập nhá. Tránh nghiện ngập. Cháu giới thiệu, đây là cây si, đây là cây mai. Cây mai làm nó rồi. Hôm nay về với Lục Ngạn và về với câu lạc bộ bonsai Hồng Giang. Và nhân cái dịp cuối năm thì câu lạc bộ có trưng bày cây cảnh, và cũng là cái dịp để ra mắt câu lạc bộ. Câu lạc bộ có hơn chục thành viên, thì chắc chắn là theo thời gian thì các thành viên của câu lạc bộ sẽ đông hơn, câu lạc bộ càng ngày sẽ càng phát triển và lớn mạnh hơn nữa. Ở Lục Ngạn thì cũng là cái mảnh đất mọi người rất là yêu cây cảnh, có phong trào chơi cây cảnh rất là lâu đời rồi. Và trên Lục Ngạn có rất nhiều những nhà vườn nổi tiếng, những câu lạc bộ, ví dụ như ông chú Trần Hiền cũng ở Lục Ngạn, rồi anh Thư, rồi những cái nhà vườn như chú Sĩ, rồi nhà vườn anh Đại, vân vân, rất nhiều. Và trước mắt quý vị là cái cây xanh của anh Thư. Anh Thư là chủ nhiệm câu lạc bộ bonsai Hồng Giang. Một cây xanh tuyệt đẹp của anh ngay trước mắt quý vị. Cái xanh này anh cũng đã đi triển lãm mấy cuộc triển lãm rồi. Một tác phẩm với cái chiều cao thì cao khoảng 1m1. Cây có nhiều những cái điểm chùn ra voi rồi, thân đã méo hết rồi. Chúng ta sẽ rời xa cái cây của anh Thư để đi ngắm những cái tác phẩm tiếp theo. Rất nhiều cái dòng cây. Mà chúng ta đến với một cây này, cây này rất là lạ này. Cây này lạ thật. Cây thiên tuế quý vị ạ. Ồ, cây thiên tuế. Một cây thiên tuế. Cây này đẹp. Vâng, cái cây này lần đầu tiên nhìn thấy cây này. Lần đầu tiên nhìn thấy. Này quý vị nhìn cái lá này. Thiên tuế. Thiên tuế. Lần đầu tiên nhìn thấy. Em mới nhìn thấy thiên tuế rồi, nhưng mà hình như lá nó khác không ạ? Cái nào đâu, chỉ có 3 nhánh nha. Ba cái lá như này có 4. Lá đẹp rồi. Lá rất đẹp quý vị nhỉ. Hiếm á. Thiên tuế. Như này là hàng hiếm. Ông Sài Đà Huy cũng đã biết cái cây thiên tuế, nhưng mà lần đầu tiên biết đến nhìn cái lá này thì từ xa không nhận ra là đây là cây thiên tuế. Bởi vì có một cái loại thiên tuế thì lá dài. Cái lá này rất là đẹp. Chúng ta sẽ đến với những cái cây dúi. Thì nhìn thấy mọi người tham quan rất là đông này. Không không, xe còn đá khối.
Mọi người đang có mặt ở cái cây suối nhè đá, cây suối đặc biệt. Cái này là của ai đấy các anh nhỉ? Nhưng mà Ngô Quang Trường, Ngô Quang Trường ở chính. Và cái này trước chứng tỏ dưới này nó cũng nằm ở trên đá. Nó mới lắp được mà, đúng rồi. Cái này là cái hòn đá ở dưới này là các anh lắp vào đúng không? Thế còn trên này là cái nhè đá tự nhiên này. Nó bị dày. Dày thì nhưng mà một vài năm nó kín hết rồi. Cây đặc biệt đấy quý vị ạ. Nhìn thích quá. Cái này sau sẽ làm một cái cây bonsai đẹp, bởi vì cây có những cái đường nét có thể phát triển một cây nghệ thuật tự nhiên. Chúng ta có thể nhìn thấy vào hình, nhìn những cái đá và cây bổ trợ cho nhau. Cây tuy là phôi thôi nhưng chúng ta nhìn thấy một cái tương lai tươi sáng của cái phôi này. Thế nhỉ? Về chiêm ngưỡng một cây dưới được đào tác với một cái dáng thế rừng trên thân. Rồi hoa giấy. Trong cái thước phim này thì có rất nhiều những cái cây đặc sắc và đa dạng các dòng cây. Và trước mắt quý vị là một cái cây cây gạo quý vị ạ. Tùng ơi, cây gạo của của anh Tùng à. Tùng đây. Bonsai Đức Huy. À đây của chào bonsai Đức Huy. Chào hai anh em. Chú bật máy ảnh lên đâu để anh nhờ anh trai anh chụp cho anh kiểu ảnh. Hello anh em. Cây gạo rất nghệ thuật luôn quý vị nhá. Như là chú đặt cái tí. Cái gạo này của Tùng thì cũng chỉ cao khoảng 1 mét thôi. Anh, yeah. Anh mở được. Cứ miễn là của anh chụp nó thấy hình chú đạt là được. Hoa giấy này quý vị đây. Anh chụp anh bảo rồi. Anh chụp đây. Anh chết. Với ai? Xong à? Anh chụp đây khổ với em. Cô gặp. Anh chụp đây. Đây làm chuột luôn. Hai chú bắt tay anh hô phát cả. Đây làm chuột luôn. Cả khu vực này nghe thấy ngay. Anh chụp bảo. Bao nhiêu tiền? Anh chụp nhỏ. Anh chụp vừa tắt. Vút tay. Làm chuột còn thối luôn. Đừng chụp bảo. Đây là một tác phẩm dưới độc đáo nữa. Rất nhiều những cây dưới nhè đá bám đá đẹp. Và hôm nay thời tiết cũng rất là đẹp quý vị ạ. Quý vị nhìn thấy hình ảnh hôm nay chia sẻ lên, chất lượng video rất là cao. Cây bonsai mini. Cây tùng La Hán này tuy cái chiều cao chỉ 20 phân thôi, một cây khá là nghệ thuật quý vị ạ. Đường thân có nét nghệ thuật cao. Chúng ta sẽ chiêm ngưỡng đầy đủ những cái đường nét nghệ thuật khác nhau của những cái tác phẩm cây bonsai ở đây. Tuy là những tác phẩm ở đây, những tác phẩm không quá nhiều tiền nhưng mà có rất nhiều những tác phẩm mang cái giá trị nghệ thuật đọng lại với rất nhiều quý vị. Và ngoài cái giá trị nghệ thuật ra thì còn những cái nét độc đáo của những cái tác phẩm ở đây. Quý vị lại đẹp, lại nghệ thuật cao và lại còn độc đáo nữa. Thì
đó là những cái tiêu chí rất là cao trong cây cảnh rồi. Mình nhìn thấy mọi người tham quan và bình phẩm rất là đông. Sôi động quá, anh em bình phẩm rất là sôi nổi. Tặng cái cây. Bây giờ là 26 triệu nhưng sắp vào việc nhá. Mất luôn. À, sắp vào việc kìa. Anh gái ơi. Bán luôn chậu 26 triệu. Toàn nhà mình tặng cây. Nhường cho khách mời. Đấy. Không, toàn nhà mình thôi. Còn nếu như cái đấy thì mất luôn. Chúng ta sẽ chờ đợi tí nữa sẽ có những cái cuộc giao lưu cây bắt tay nữa. Khả năng này sẽ còn có nhiều cái giao lưu cây. Trước mắt quý vị là cây tường vi. À, còn nhiều cái dòng cây khác. Sau đó quý vị sẽ dành cho quý vị một cái thước phim tổng thể. Để quý vị chiêm ngưỡng đầy đủ những cái tác phẩm ở đây đây. Và trước mắt quý vị là cây sơn trà. Trước mắt quý vị là cây sam hương. Và lại một cái cây chuối nghệ thuật nữa. Còn đây là cây túc quý vị ạ. Một cái sân trưng bày cây bonsai cực kỳ là ý nghĩa. Quý vị nhìn thấy hôm nay ngay tại Hồng Giang vui thế nào với các anh em yêu cây ở trên Lục Ngạn này. Thì hôm nay là cái ngày rất là vui. Mọi người về đây chiêm ngưỡng cái tác phẩm cây cảnh, chia sẻ bình phẩm và giao lưu với nhau. Một ngày rất ý nghĩa. Ở nơi đây đang có ý kiến ngoài là thế này có ai có tao hay không? Đấy. Đấy à. Đây tối qua mang lên là. Quý vị nhìn một cái cây nguyệt quế. Một cây nguyệt quế hoàn thiện ngay trước mắt quý vị. Cây nguyệt quế này cao khoảng 1 mét. Nguyệt quế đẹp quá quý vị ạ. Nếu và đây là cái cây mai chiếu thủy. À, còn nhiều cái dòng cây nữa. Còn một số cây thì vẫn là phôi, đang trong quá trình tạo tác. Là một cái chuối nhà đá nữa. Thưa quý vị, Bonsai Đức Huy vừa gửi tới quý vị một cái thước phim toàn cảnh cái cuộc trưng bày những cây bonsai do câu lạc bộ bonsai Hồng Giang Lục Ngạn tổ chức. Có rất nhiều những cái cây bonsai đặc sắc. Và đến đây thì Bonsai Đức Huy xin phép quý vị được dừng lời đây. Xin một lần nữa cảm ơn quý vị và chào tạm biệt quý vị. Hẹn quý vị ở video tiếp theo.